Căn nhà sổ hồng riêng này đã hoàn công rồi nha anh chị. Phía cuối nhà luôn á là mình có giếng trời nè, nhà vệ sinh sau lưng nhà luôn. Rồi ở dưới có một phòng ngủ cho người lớn tuổi nè. Và đặc biệt là thiết kế của nhà rất là đẹp luôn. Không gian mở thiết kế châu Âu nè, anh chị xem. Không gian bếp cực kỳ đẹp luôn. Để được một cái bàn ăn 6 ghế cho gia đình mình sử dụng. Ở trên thì cái dàn đèn nè, cực kỳ hiện đại nha. Tủ kệ thì bao la toàn bộ căn nhà rồi. Và em mời anh chị xem thử phòng khách nè. Đó, với thiết kế à, phải nói là lâu rồi em Trung mới tìm được một căn nhà mà có thiết kế đẹp như vậy luôn mà giá cực kỳ rẻ anh chị ơi, chỉ có 2 tỷ 600 triệu thôi. Và đặc biệt căn nhà này ngân hàng hỗ trợ lên tới 1 tỷ rưỡi nữa, nên anh chị chỉ cần khoảng 1 tỷ mấy thôi là mình đã có thể một sở hữu được một căn nhà nè, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh nè, có sân sau nè, và đặc biệt là bên chủ nhà tặng hết nội thất cho mình luôn nha. Hồ sơ pháp lý là đầy đủ rõ ràng minh bạch hết trơn luôn, sổ hồng riêng nè, rồi chủ nhà có làm bao hồ sơ cho mình luôn nha. Nên anh chị chỉ cần là 2 tỷ 6 thôi và không phát sinh bất cứ chi phí nào hết, và giá này vẫn còn thương lượng với chủ nhà luôn. Và sau đây em mời anh chị cùng em tham quan chi tiết căn nhà. Dạ em Thành Trung xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại cả nhà mình trên kênh Nhà Đất Bình Chánh Thành Trung. Thì sau khi anh chị mình đã tham quan sơ căn nhà rồi đó, thì em sẽ quay đường cho anh chị mình xem nha. Trước nhà mình đó là một con đường bê tông nè, như anh chị thấy căn này là 3 mét rưỡi nha anh chị, xe 7 chỗ chạy dư sức luôn. Theo hướng tay trái của em Trung á, mình cứ đi thẳng đây thì tầm khoảng 800 mét là mình ra tới chợ Gò Đen nha. Và theo hướng tay phải của em Trung á, mình cũng đi thẳng hướng này luôn thì đâu đó tầm khoảng 800-900 mét thôi là mình ra tới Ủy ban xã Phước Lý nha. Thì xung quanh đây á, thì anh chị thấy là bà con mình ở là nói chung là nó cũng rất là đông đúc luôn, và tại đất đây nó rất là rộng rãi luôn, nên anh chị mình sẽ có một cái khoảng không gian cực kỳ xanh, cực kỳ sạch, cực kỳ khỏe mạnh luôn nha anh chị. Đối diện mình thì nó cũng không có đâu mặt với ai nè. Rồi để qua căn nhà của mình á thì mình sẽ đi trên một cái cầu, đây là một cái cầu bê tông nha anh chị, thì bắc qua một con kinh. Thì nói chung là một căn nhà nó cũng rất là lý tưởng luôn nha. Đằng sau á thì tựa vào nhà người khác nè, đằng trước á thì mình hướng về nước, sông nước nè, nói chung cũng rất là đẹp và nó hợp sông sông nước hữu tình nữa. Anh chị mình về á là em Trung sẽ làm thêm cái cầu lan can cho mình luôn, để cho anh chị mình có con nhỏ đi ra đi vô mình an tâm hơn. Và một lần nữa em mời cả nhà mình cùng xem cái mặt tiền căn nhà nha, với thiết kế là một lầu nè, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh luôn nha. Diện tích là ngang cho 5 mét, dài cho 18 mét rưỡi nha anh chị. Nhà sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ cho anh chị mình luôn nha, ngân hàng hỗ trợ vay tới 1 tỷ rưỡi luôn, nên anh chị mình an tâm. Ví dụ mà trong tay mình tầm khoảng có 1 tỷ, hơn 1 tỷ tí xíu á, mình vẫn có thể sở hữu được căn nhà này luôn nha. Rồi căn nhà mình được bảo vệ bằng cái lớp cửa đầu tiên á, là cái lớp cửa sắt 4 cánh nè, siêu nặng luôn anh chị. Đó, song sắt rất là dày luôn mà cửa rất là cao nữa, anh chị mình ở cũng rất là an tâm luôn nha. Rồi di chuyển vào đây tí xíu á, là mình sẽ có cái khoảng sân nè. Khoảng sân này mình có thể đậu ô tô con nhỏ nhỏ thì được nha anh chị, ô tô to quá thì không được luôn. Chủ nhà đó thì cũng rất là tinh tế luôn nha, thiết kế căn nhà nè anh chị thấy nè, một cái vườn hoa rất là đẹp luôn, trên tường này này là đá nha anh chị, rồi trang trí rất là nhiều chậu cảnh, chậu hoa, rồi có đèn nữa. Anh chị mình về nói chung là sau một ngày làm việc về mà thấy căn nhà mà nó có màu xanh giống vậy á thì quá đẹp rồi nó cũng rất là nhẹ nhàng cơ thể luôn nha. Thì hiện tại là em sẽ để cái mặt diện này trống, còn nếu mà anh chị mình về mà mình muốn làm kính luôn á thì bên đây nè hàng rào cao nè, mình có thể bắt lên mình làm thêm mái hiên đồ này kia cũng được hết, nhưng mà em thấy để trống thì rất là đẹp luôn. Hệ thống nước ở ngoài cũng có sẵn nè, rửa sân, rửa xe, tưới cây cũng rất là đẹp luôn. Cái lớp cửa thứ hai để bảo vệ nhà mình đó là một lớp cửa xi pha 4 cánh nha anh chị. Đây, một lớp cửa xi pha 4 cánh, cửa cũng rất là cao, rất là dày, rất là to luôn. Đấy. Rồi và sau đây em xin mời anh chị cùng em vào tiếp tục vào tham quan căn nhà nha. Cái cốt nền của nhà mình nè, cao so với mặt đường tầm khoảng là hơn nửa mét nha anh chị. Và rồi cái thềm vào nhà mình đó là cũng là sử dụng bằng đá hoa cương luôn, rất là cao ráo sạch sẽ. Dạ. Em mời anh chị cùng em di chuyển vào trong mà. Thì nhà đã full nội thất hết trơn rồi, anh chị mình chỉ cần dọn vô và ở thôi. Và một lần nữa em mời anh chị cùng em tham quan lại cái phòng khách của mình. Đó, tất cả những cái gì trong phòng khách là mình tặng hết luôn nha. Ở dưới là mình lót gạch 80 nha anh chị. Ở trên tường nè thì có tô điểm rất là nhiều tranh vẽ trang trí nè, một cái bộ sofa này nha. Và thêm một cái đặc biệt nữa anh chị coi nhìn trên trần nè, trần thì cao ráo, rồi mình làm cái hệ thống đèn kéo nè. Rồi bên bên phía tay trái á, tường bên phía tay trái cũng vậy luôn, mình cũng là ốp PVC dán gỗ giả gỗ đầy đủ cho gia đình hết luôn. Rồi nhiều cái điểm mạnh trong nhà đó là kệ tủ nè, đã có rất là nhiều vật trang trí rồi, anh chị mình về là nói chung là sử dụng thoải mái luôn, mình có thể trang trí những cái vật mà theo ý mình thích luôn nha anh chị. Rồi di chuyển qua đây tí xíu á thì mình sẽ thấy không gian bếp, ở đây là có một cái bàn ăn 6 ghế nè, rất là sang trọng, rất tinh tế luôn. Cái này mà anh chị mà mình mời khách về nhà thì em đảm bảo luôn cực kỳ sang trọng nha. Không gian bếp á, thì mình có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tất cả đều là nhựa cao cấp hết trơn nha. Mặt bếp là đá hoa cương luôn, tủ bếp dưới cũng vậy luôn nha. À, ở đây cũng có tủ học nè, chỗ này anh chị mình có thể bỏ một cái tủ lạnh side by side vô cũng ok luôn. Cái bồn là của mình là bồn đá nha anh chị, à bồn đá
bùn nước rất là mạnh luôn. Hiện tại là chưa có đấu nước vô nha, nên anh chị mình chỉ có thể tham quan thôi. Còn mà nước ở đây thì nước thủy cục, điện là điện nhà nước 100% riêng biệt có luôn, anh chị mình khỏi lo. Dưới cầu thang á, thì mình sẽ để cái hệ thống kệ gì nè, đó anh chị vô chất biết bao nhiêu đồ mà nói luôn, nó vừa đẹp. Ở đây nè, chủ nhà cũng thuộc dạng rất là thích đọc sách, nên em nghĩ là chỗ này mà anh chị mình chất sách thì chất quá trời sách luôn nha. Rồi di chuyển tí xíu á, thì mình sẽ có một cái phòng ngủ dưới đất dành cho những ông bà cô chú lớn tuổi, những người mà mình không tiện di chuyển lên cầu thang đó, thì mình có một căn phòng ở dưới để mình sử dụng luôn, điện đầy đủ hết trơn luôn, dây chờ cũng có sẵn luôn, anh chị mình khỏi lo cái vấn đề đó. Tất cả nó cũng là nằm trong thiết kế trơn rồi. Và phía sau nhà mình sẽ có một cái không gian mở, một cái giếng trời nè, đằng sau lót đá cũng rất là đẹp luôn, ở trên cũng rào rất là sạch sẽ. Thì nhà vệ sinh mình sẽ để phía sau nhà luôn. Ở đây là cái bồn rửa mặt riêng biệt ở ngoài nè, rồi không gian tắm, không gian vệ sinh là mình sử dụng riêng ở trong luôn. Nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng rãi nha anh chị, lót gạch sạch sẽ đầy đủ chân luôn, thiết bị vệ sinh cũng rất ok. Và sau đây em Trung xin mời cả nhà mình cùng lên trên tham quan hai phòng ngủ ở trên và hai nhà vệ sinh ở trên nha. Dạ em mời anh chị ạ. À, cầu thang là ta dựng bằng gỗ nha anh chị, cầu thang ta dựng bằng gỗ, xong là xong sắt, mình sơn màu trắng luôn, và thêm nữa là mặt cầu thang đá hoa cương cũng bằng sắt, cũng đá hoa cương cũng bằng trắng, màu trắng luôn nha anh chị, nó rất là đẹp và rất đồng điệu căn nhà luôn. Thì cái này mình sẽ làm hai nhịp nghỉ nên cầu thang của mình á nó rất là lài luôn, người lớn trẻ nhỏ di chuyển lên xuống cũng được và nó đỡ mỏi chân lắm nha. Rồi không gian tầng 1 mình á, khi mà anh chị mình di chuyển lên trên á thì mình sẽ có một cái không gian trống ở đây, anh chị mình có thể là làm cái phòng đọc sách hoặc là phòng làm việc, hoặc là anh chị có thể là khu vực này để mình thờ cúng cũng rất ok luôn nha. Rồi đằng sau á, mình sẽ có một cái phòng ngủ cực kỳ rộng luôn, có nhà vệ sinh riêng cho hai vợ chồng mà ở căn phòng này á, thì nó thoải mái luôn, cái gì cũng riêng tư riêng biệt hết, nhà vệ sinh cũng rộng rãi lắm nha anh chị. Đấy. Rồi phía bên hông thì mình có một cái ban công đằng sau. Ban công đằng sau này nó siêu rộng luôn nha anh chị. Đây, ban công đằng sau rất là rộng luôn. Đó, mình có thể ra đây nè, sáng sớm hóng gió này kia, hoặc anh chị mình cũng có thể là phơi đồ ở đây được nữa. Rồi đằng sau này mình có cầu thang để mình lên trên, để lên trên nóc nhà mình kiểm tra kết cấu mái nè, rồi mình kiểm tra bồn nước ở trên hết trơn. Nói chung là bên em là làm sẵn hết trơn rồi, anh chị mình về và dọn vô ở thôi. Rồi, tiếp tục di chuyển mình sẽ còn một cái phòng đằng trước nữa nha. Ở nhà này thì mình thiết kế 3 phòng thôi, nhưng mà phòng nào là chất lượng phòng đó nha anh chị, cực kỳ rộng rãi luôn. Đây cái phòng ngoài trước nè, vô là anh chị thấy cái nhà vệ sinh thấy mê rồi. Nhà vệ sinh này để được cái bồn tắm luôn nha anh chị, tại hiện tại là em chưa thiết kế bồn tắm vào, anh chị mình muốn sử dụng bồn tắm là thiết kế vào được luôn. Rồi đây phòng ngoài trước nè, phòng ngoài trước này như một cái phòng master vậy á, mình sẽ có cửa sổ nè, cửa lớn ra ban công lớn ngoài trước, và anh chị em mời anh chị ra ban công lớn ngoài trước, ban công này siêu rộng luôn đó, cực kỳ không, trồng cây quá trời đẹp luôn nha anh chị.